Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ theo bà đi xuống dưới vườn dưới phố Vinh của bạn để bà hướng dẫn cách tưới nước để sau này bà mẹ đi chơi thì mình có thể tự tưới được nha các bạn. Đó, bây giờ là đang là 1 giờ 2 giờ chiều. See you the ink to rust. Đã giờ đó tới nơi các bạn đi. Trước khi lò thì đốt cái thềm vào đây. Đó. Bao nhiêu sâu đây? Nước gì đây cho nó đài cái đây rồi có mấy cái đài này nữa khó nhẹ nhẹ xuống chứ khó gì có bể. Này gáp như vậy hả mà? Này đã gáp như đây. Rồi ra bật đây. Ra dài. Đó. Cái giả đó là muốn làm nè, muốn làm phút lần hả? Ờ, muốn làm lớn nén khô là phơi bơm để đắng thay nè lẹ. Ờ. Rồi tiếp tục. Một van. Một van với van đây nữa này. Đây được có hai van. Cái khu cái xa đây. Hôm bữa kêu có van cho đó mà bỏ rồi. Không có van đường đây là mới làm sao? Chuyển qua cái van đây rồi mới hệ van đây thì đám hệ cái van kia là nó không phủ hết. Thì mở cái thằng đây. Mở cái thằng đây ra đừng có mở hái dài, mở cái thằng này thôi
là nó sẽ tưới, nó phun nước ra cái vách đai cái từng này là đúng. Ừ. Sẽ là tưới thằng đai này, mở thằng đai, thằng đai mở lúc nào cũng được để cho nó lâu. Ok các bạn, thì bây giờ đã đi xuống tới trẹ rồi, rồi ba hướng dẫn mình bơm các bạn. Thì sao mà giờ vô nghỉ cho nó mát. Đây là cái vườn nhà gỗ bên trong này. Các bạn, đây là cái vườn bên cạnh các bạn, đây là nó trồng bắp. Còn cái ở đây ở phía sau đây các bạn, phía sau đây là đậu xanh, đậu đen xanh làm. Đó là nhờ mình trồng đậu đen xanh làm ở một vườn phía sau này. Còn ở phía trước này là đậu phộng các bạn. Đó, những cái màu xanh này là đậu phộng ngay chỗ nhờ đây. Là có hệ thống tưới nước tự động luôn. Thì bữa nay xuống chỉ ba mẹ hướng dẫn thôi, còn để khi nào một dịp mình sẽ xuống mình tưới nước và mình sẽ quay các bạn xem cái cảnh tưới nước và đi hái đậu. Là ở phía sau này nó sẽ có chuối nè, có cái ao phía sau nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô. Để khẩu trang. Vườn rất là tươi xanh nè. Rồi có đêm rồi.
Đây là đậu các bạn, đậu phộng. Đây là cây của nó nè, đậu sau này nó mọc ra phía dưới. Đó các bạn, đây là cái khu bên trong mình. Đây để mấy đồ lạc sạc dụng cụ để cho khỏi bị mất các bạn. Rồi mình có những cái mình dùng nhiều á thì mình để gắn lại luôn để lần sau khỏi đêm được. Đó là một cái nhà tạm như thế này. Có những cái cổ này, cổ để đồ, có nước. Đó đây cái cài, cái cài. Vãm có bàn ghế ngồi nghỉ này, đó nước non luôn. Ok các bạn, thì giờ mình đã xuống dưới biển này. Bây giờ mình đang dừng ở một cái đoạn đường ở rừng Dương. Đây là cánh biển quê mình các bạn. Đây là cái biển của Phú Vinh. Đó, rất đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống phía dưới hướng này để quay cho các bạn xem những cảnh ở đây.
Lake Ocean Way. So cool. Ở cái chỗ đây là người dân người ta hay xuống cuối tuần các bạn, xuống chơi mát bên cạnh. Lúc nãy cái đường mình đi xuống là sẽ có một cái quán ăn, và cuối tuần hoặc là những ngày lễ người ta sẽ vô những quán đó ăn nhậu, hoặc dân ở mình là như thế. Chỗ đây nói chung là thoáng mát, lâu lâu muốn đổi gió hay là hòa mình vào thiên nhiên thì mình sẽ xuống đây mình ngồi các bạn. Trong cảnh này mát rất đẹp lắm, trong lành cây cối không mà không có ai hết á. Đó, đây là cái cảnh ngoài biển nè. Còn xe là mình dẫn ở phía trên các bạn, phía trên cái đường mình trên đó, xe của mình trên nè. Xuống xuống qua thử hướng dẫn cách tưới nước các bạn, rồi sẵn gần ở đây mình ghé xuống mình ngồi tí cho mát các bạn. Mấy chỗ đây là người ta đem đồ ăn sống xuống ướp sẵn, rồi xong rồi xuống lấy củi lấy than rồi đem ra nướng ngồi ăn nhậu. Ra nướng nè, đất đó nè. Ở mình nó có nhiều đường xuống biển lắm. Ok các bạn, cái video này mình qua tới đây thôi. Bữa sau mình sẽ quay chi tiết hơn, có những cái gì hay mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Bye bye, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.